các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm tiện ích cuộc gọi vào trong quảng cáo. Thì các bạn vào trong tab quảng cáo và tiện ích mở rộng thêm tiện ích cuộc gọi. Ở trong cái phần địa điểm này chúng ta sẽ chọn ở Việt Nam và điền cái số điện thoại của khách hàng vào đây. Đó. Thì các bạn có thể tùy chọn nâng cao, tức là cho cái tiện ích này nó xuất hiện nhiều trên khi các bạn tìm kiếm ấy, thì các bạn có thể click vào số điện thoại này và nó hoàn toàn có thể gọi trực tiếp cho bạn được, và nó sẽ hỏi là các bạn có gọi cho số này không và nó sẽ thể gọi trực tiếp cho bạn được. Ví dụ đây là tiện ích của gọi một, đây là một cách xuất hiện. Cách nữa là nó sẽ xuất hiện ở dưới đây. Đây là một cách xuất hiện. Cách xuất hiện nữa nó sẽ xuất hiện ở đây. Và nếu các bạn click vào đây thì nó sẽ gọi được. Và cái tiện ích này chúng ta cũng nên để ở cấp tài khoản. Và các bạn lưu ý điều đó. Thêm một cái cần lưu ý nữa khi cài đặt cho tiện ích cuộc gọi, như là nếu chúng ta để số điện thoại bà, nó sẽ bị từ chối. Đó, nó sẽ bị từ chối với số điện thoại bà. Nên các bạn lưu ý một chút, nên chúng ta để số điện thoại di động. Chúng ta lưu. Thì ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt tiện ích tin nhắn sao cho hợp lý nhé. Có thể